Đây là cái vườn sầu riêng mà hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang sẽ quay lên giới thiệu cho anh chị mình đây. Đây có cây nhãn cũng khá là to nha anh chị. À, cây nhãn rất là bự luôn. Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Ngũ Hiệp của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, trên con đường lộ nhựa này nè, đường ô tô nha anh chị, để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh vườn sầu riêng mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình khoảng ước tính tầm khoảng 3.500 m² nha anh chị. Tại vì do cái phần cắt ra thì phải ước tính chứ nó không chính xác, khi nào mà địa chính đo đạc nhiều thì mình tính tiền bấy nhiêu. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông về đường tỉnh lộ 868 nha anh chị. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới tỉnh lộ 868 thì đâu đó tầm khoảng 300 m là tới à. Ra đó anh chị ghé về Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp, ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn, tầm khoảng 1,2 km là tới ngay Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp luôn. Ngay vị trí đó là ngay chỗ vị trí là cầu Ngũ Hiệp luôn nha anh chị. Ở đây thì như anh chị cũng đã thấy rồi, điện nước và wifi thì anh chị mình an tâm, ở đây đều có hết nha anh chị. Nhưng mà đằng tầm xa thì đường dây điện cao thế, nhưng mà nó không liên quan tới đất mình, nó nằm mút xa lẫn gần ngay chỗ tỉnh lộ 868 á. Do cái mảnh này diện tích nó rất là rộng, diện tích là tới 8.400 m² lận, nhưng mà chủ sẽ cắt bán cho mình đâu đó tầm khoảng 1.000, cắt bán cho mình khoảng 3.500 m² nha anh chị. Thì xung quanh đây em thấy nhà cửa người ta cũng rất là đông, thành ra cái vị trí này nó cũng rất là đẹp cho anh chị mình về vừa cất nhà ở, vừa kinh doanh buôn bán phía trước mà vừa làm vườn phía sau nữa, hoặc là anh chị làm nhà vườn phía sau cũng đẹp nha anh chị. Nói chung là xung quanh đây á, thì tiện ích cũng rất là nhiều, bởi vì mình đi xuống dưới tỉnh lộ thì nó sát bên, chỉ có khoảng 300 m là tới ngay tỉnh lộ rồi. Rồi anh chị ghé về ngay chỗ ủy ban xã, trường học, rồi chợ thì khoảng 1,2 km nha. Nói chung thì bây giờ sầu riêng thì cũng có giá anh chị, rồi thành ra mình mà mua được cái vườn sầu riêng thì đó cũng là một cái điều tuyệt vời nhất luôn. Và cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này, tính từ ngay cái miếng này nè anh chị. Nhưng mà trước khi nói thêm thì em sẽ chỉ cái hướng này, anh chị đi thông về đường huyện lộ 70 luôn, lên mút tỉnh là huyện lộ 70 nha anh chị. Nói mình băng qua ngay chỗ vị trí là cũng là ngay chỗ mà Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp luôn. Tính từ miếng này nha anh chị, mình đo dài quanh kia là 15 m mặt tiền. Nó và cái chiều sâu thì chủ sẽ cắt ra ước tính khoảng 70 m, nhưng mà bên đây thì nó vô có mấy mét nó đá qua chữ L một cái, rồi xuống dưới kia một chút nó sẽ đá qua chữ L một cái nữa, thành ra nó có hai chữ L là cái phần mà chủ sẽ cắt bán cho mình. Thì giá chủ đưa ra cũng phù hợp cho vị trí đường nhựa vườn sầu riêng luôn. Rồi thành ra anh chị nào mà có nhu cầu tìm đất vườn sầu riêng tại khu vực Tiền Giang, đặc biệt là Ngũ Hiệp của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị cứ liên hệ cho em, em sẽ dẫn anh chị mình đến xem, gặp trực tiếp với chú để nói chuyện với chú về mặt cắt ra bán cho mình ha. Thì chú thì định cắt ra vậy đó, quan trọng là mình đo đạt nhiêu thì mình tính nhiêu thôi. Còn cái vị trí của mình thì em thấy nó cũng rất là đẹp, quan trọng mình anh chị mình có chịu hay không thôi. Tại cái mảnh này nó tới 8.000 m² lận nha anh chị, nhưng mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình khoảng 3.500 m² à. Trong đất mình đâu có mồ mả gì hết chứ, cái phần bên bán là không có gì hết ha. Em sẽ di chuyển qua, dạ, di chuyển ra bên cái phần phía sau, phần cắt ra cho anh chị mình xem. Nó vô tới mí này nó đá chuyển lợi nè anh chị. Đây, cái phần cắt ra là nằm ở đây nha anh chị. Ngay chỗ đó đi thẳng qua đây, tức là mình có cái ao, nó vô ngay chỗ cái mí này nè, đằng kia nha anh chị. Rồi mới đá qua chuyển lợi nhẹ quanh kia một cái, mới đi sâu xuống, rồi xuống dưới kia mới đá chuyển lợi một cái nữa. Nhưng mà trước khi đi sâu vào bên trong thì em xây về hướng mặt tiền của đất vườn sầu riêng của mình luôn. Mặt tiền của đất vườn sầu riêng của mình thì xây dựng hướng nam, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy để tiện tham khảo nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 57 phút, khoảng cách là 36 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận,
từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới ngay vị trí đất của mình. Thời gian đi là 58 phút, khoảng cách là 43 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí em đang đứng đây, thời gian đi là 2 giờ 20 phút, khoảng cách là 95 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục di chuyển vào phía sau cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong cái vườn sầu riêng của mình luôn nha. Thì như thông tin hồi nãy chú đưa ra là trong đất mình nó là sạch đẹp, không màu mã gì hết, cho nên vấn đề đó anh chị mình an tâm, hai bên đều có nhà. Và bên cái ngôi nhà của chú thì cũng vẫn có thổ cư nữa, có 302m² thổ cư. Nhưng mà do thổ cư định vị á, ngay cái nhà, thành ra chú bỏ qua bên đây không được. Thành ra anh chị nào mà về đây cần cất nhà ở thì cũng có thể lên thổ cư để cất nhà ở, rồi làm vườn phía sau cũng được nha anh chị. Tại vì bên đây thì có nhà, thì ở đây mình lên thổ cư được bình thường, cho nên vấn đề đó thì anh chị mình an tâm. Nói sầu riêng mình thì có cây thì cũng nhiều năm tuổi, có cây thì cũng còn tơ tuổi nha anh chị, tức là cũng 7-8 năm tuổi, có cây cũng 10 mấy năm tuổi. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là thuộc xã Ngũ Hiệp của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ, nói chuyện với chủ anh chị mua cái mảnh này nha. Vì anh chị mình cũng có thể là cất nhà ở rồi làm vườn phía sau. Đó, đây thì mình có cái ao, hai cái clip. Clip mình thì cũng rất là bự. Đây, văn võng ngoài vườn sầu riêng ngủ nó cũng mát nha anh chị. Nhưng mà đó là cái mùa không tái, chứ có mùa có tái thì ra đang được. Sầu riêng mình cũng đang có nhị luôn rồi nha anh chị. Đây, có mấy cái tên thì nó cũng có ra hoa nữa kìa. Em kéo gần cho anh chị xem. Đó, hoa sầu riêng nha anh chị. Này, em xin nhắc lại cái diện tích mà chủ sẽ cắt ra bán nha anh chị. Diện tích chủ sẽ cắt ra ngang mặt tiền đường nhựa của mình là 15m. Và chiều sâu á, chủ sẽ nói cắt ra khoảng xuống tầm khoảng 70m hoặc 7 mấy mét. Rồi đá chiên lợi phía sau nha. Tổng diện tích thì ước tính á, chú ước tính bán khoảng 3.500m². Cây lâu năm chưa có thổ cư thì giá chủ kêu là 1 tỷ cho 1.000m². Như vậy thì anh chị mình mua cắt ra, ví dụ như đo đạt là 3.500m² thì 3,5 tỷ. Còn nếu mà đo ra 4.000m² thì là 4 tỷ nha anh chị. Còn cái chiều sâu của mình thì nó sâu lắm, nó tới hơn 100m lận. Phía sau mình thì chú sẽ cắt ra và cho cái phía sau mình có một cái đường nước ra ngoài cái con gạch luôn nha. Tại vì trồng sầu riêng là mình phải có con gạch. Và thành ra chú cũng chừa lại một phần ngoài sau để thoát xuống ngay cho cái vị trí là đường nước đó. Nhưng mà chú sẽ cắt cái phía bên đây dài xuống cho anh chị mình tới cái mí bên kia, để có chỗ mà thoát nước ra giường, ra ngoài con gạch đó. Tại mình trồng sầu riêng mà, thì mình phải có gạch thoát nước. Nó tới ngay mí đó đó nha anh chị. Rồi mình đá ăn lời xuống dưới kia luôn. Đó, đá ăn lời tức là phía trước mình đi xuống khúc mình đá ăn lời, tới ngay mí này đá ăn lời cái nữa. Ở sầu riêng này cũng còn tốt nha anh chị, đất mình rất là cao luôn. Nó có mấy cây này cũng rất là to luôn nè. Con gạch nằm dưới đó phải không chú? Gạch nằm dưới đó phải không? Cái con gạch thoát nước á. À. Ngay vị trí nha. Ờ, à, cho người ta cũng có cái đường thoát nước, mà chú cũng có đường thoát nước ra gạch luôn phải không? Ừ, mình xéo ra ngoài đó. Còn đó là hai cái cua đó. À. Cái đường nước của tôi đồ đó bơm xử lý đấy. Ừ, rồi đặng cho người ta có, bên đây cũng có đường nước mà chú cũng vẫn có luôn. Ừ, ừ. Dạ, con hiểu rồi. Tức là mình cũng có đường thoát nước mà bên người mua cũng có đường thoát nước luôn. Thì đất mà nói chung là cái đường thoát nước là sao luôn nha. Cái này nó đang ra bông không chú? Dạ. Cái này sầu riêng ghi sáo hả chú? Ghi sáo có mấy cây mỏng thon. Có mấy cây mỏng thon nữa ha. Cái này được bao nhiêu năm rồi? Chắc mười mấy năm ạ. À, có mấy cây to này là lâu nè. Mấy cây này chắc cỡ 20 năm không chú?
Cái này mỏng thon này hả? À, mà nó bự hơn người ta, mấy cây kia nó vừa vừa. Ở bên đó nó có cái dạng lưới lưới đó là của người ta đó. Dạ dạ. Cái ganh là con thấy rồi, người ta có dạng lưới là con thấy rồi. Đó, để em đi xuống cái góc này luôn cho anh chị mình xem. Nói chung là cũng đang ra bông luôn nè. Nó cái này anh chị mua về hưởng liền nha anh chị. Chỉ có cái là nó đá qua hai cái ăn lờ thôi. Chứ thật ra cái giường này, cái giường này thì anh chị mua gì vô cái mình o bế lại thì mình sẽ hưởng ngay thôi, bởi vì nó đang ra qua mà. Thì cái vị trí này em thấy cũng đẹp, do chú lớn tuổi rồi, diện tích đất thì chú tới 8 công mấy lần, tức là 8.000 mấy mét vuông, thì chú không làm sể nữa, thành ra chú cần bán bớt một khoản để giải quyết một số công chuyện. Rồi trong khi đó thì chú giảm cái diện tích lại để chú làm cho nó cũng nhẹ nhàng á. Thì anh chị nào mà có quan tâm á thì cứ alo cho em, rồi em dẫn anh chị mình đến xem. Tức là cái cạnh kia nó đi sâu vào là 70, rồi nó mới quánh xéo qua bên đây nữa nha anh chị. Nó xéo qua bên đây nữa, thành ra bên đây mình tới nha, hơn 100 nữa. Nhưng mà nếu mình tính cái chiều dài nha, nhưng mà nó đá ra tới 2 cái L thì mình cộng luôn một đường thẳng, nếu mà đường thẳng là nó hơn 100. Thành ra cái diện tích tầm khoảng 3.500 mét vuông. Cây lâu năm, chưa có thổ cư. Giá chủ gửi mình xem bán là 1 tỷ cho 1.000 mét vuông. Như vậy là ước tính tầm khoảng 3.500 mét vuông, thì khoảng 3 tỷ 500 triệu. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ alo ngay cho em, rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì mình gặp chú nói chuyện, có thể mua cái mảnh vườn sầu riêng này. Nó đất mình cao gáo sạch đẹp không màu mã, mà xung quanh nó thì em cũng không thấy nha anh chị. Đó, bên đó thì cũng có nhà ta nữa, bên đó cũng có cái đường đi nữa, nhưng quan trọng mình xuống được cái đường nước là quá tuyệt vời rồi. Tại vì làm vườn, đặc biệt là sầu riêng, thì mình phải có cái đường thoát nước. Cây này chừng 5 năm tuổi nha anh chị, cây này chưa có xử lý lần nào. Còn bên đây thì có hoa rồi. Nó thì em cũng lên clip này cho anh chị mình xem. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì cứ alo cho em đi, rồi anh chị mình về xem thực tế, được thì mình mua. Đang ra qua luôn nè anh chị. Tại cái này thì chủ nhà em quay ngay cái lúc này, chứ nếu mà để khoảng chừng một tuần nữa lên quay, anh chị nhìn thấy là nó trổ bông trắng ra luôn á, là nó rất là đẹp. Đó, bên đây thì cũng có mấy cây hơn 5 năm tuổi một chút à. Có mấy cây sổ nhị rồi nè, còn cái đó bông. Rồi thì đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Em xin nhắc lại diện tích mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình ngang là 15. Và phía bên kia là một cạnh đi sâu vào là 70. Rồi mình đá qua chỉ L. Cạnh phía bên mặt tiền nhìn vô á ha, là cạnh phía bên bên trái á, đi sâu vào là khoảng 70. Rồi mình mới cắt, nó có độ xéo xuống đây nha anh chị. Nó mới xéo xéo xuống đây, 70-80 gì đó. Rồi nó mới xéo xuống ngay vị trí đường nước luôn. Còn cái cạnh mặt tiền nhìn vô cạnh bên phải, mình xuống đâu đó khoảng mười mấy 20 mét á, khoảng 18 mét à. Đá qua chuyển L một cái, rồi xuống sâu dưới này một đoạn nữa, đá chuyển L một cái nữa, xuống dưới múc dưới đó luôn. Thành ra tổng diện tích ước tính 13.500 mét vuông. Đó, cây lâu năm, chưa có thổ cư. Chủ gửi em bán là 1 tỷ cho 1.000 mét vuông. Đo đạt nhiều tính nhiều nha anh chị. Ví dụ như 3.500 mét vuông thì tính 3.500 mét vuông là 3 tỷ rưỡi. Ví dụ như đo 3.200 mét vuông thì 3 tỷ 2 nha anh chị. Rồi anh chị nào quan tâm cứ alo. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.